Để đảm bảo lương thực cho cả gia đình, ông Trần Quốc Thiện ở thôn Cam Vụ, xã Cam Thủy dự trữ hơn 1 tấn lúa. Lượng lúa này là đủ cho cả gia đình ăn trong 10 tháng và đến kỳ giáp hạt. Tuy nhiên, lũ lớn trong những ngày qua đã nhấn chìm hầu như tất cả. Lúa ướt nhưng trời vẫn tiếp tục mưa. Đừng nhìn lúa nảy mầm, ông Thiện cảm thấy hết sức lo lắng về gạo ăn trong những tháng tới. Năm nay thì rất là được mùa, bà con rất là phấn khởi. Nhưng mà do cái trận lũ này là coi như lịch sử chưa có. Tôi chưa thấy khi mà lũ lên kiểu như thế này. Lương thực dự trữ ăn cho một năm cho gia đình như vậy là có lúa những thể ăn được. Trong trời nắng để phơi, nhưng bây giờ lên mong cả rồi. Nói chung rất là buồn, nhưng mà thực tế là cũng là vừa mới là mừng xong, bây giờ là đến cái nỗi buồn ấy, mà chứ cũng phơi được để mà lấy gạo để cho trong gia đình ăn. Thiệt hại nặng nề nhất có lẽ là gia đình anh Nguyễn Đình Tình và chị Bùi Thị Tuyết ở thôn Phú Ngàn, xã Thanh An. Làm dịch vụ kinh doanh chay sắt gạo, gia đình đã mua dự trữ hơn 30 tấn lúa, nhưng lũ lụt đã nhấn chìm gần hết. Hơn 1,5 tấn gạo đã chay sắt, khách hàng chưa kịp lấy cũng bị ướt và lũ cuốn trôi. Mấy ngày nay, hai vợ chồng đứng ngồi không yên bởi bao nhiêu vốn liếng chắt chiu mấy năm trời giờ theo dòng nước lũ. Gia đình tôi thì vốn liếng đó bỏ ra hết, chứ kinh doanh mà chứ lúa đó thì ướt hết. Sai gạo cho khách hàng thì họ chưa lấy kịp thì anh cũng ngấm nước rồi. Còn chăn nuôi thì chứ hành trôi hết rồi cũng còn chi nữa. Nhưng mà đang nhà nước hỗ trợ cho để sấy đi đâu đáng nói. Hiện nay lượng lúa trong dân bị lũ cuốn trôi và ướt ở Cam Lộ vẫn chưa thể thống kê được. Nhưng chắc chắn con số vẫn lên đến hàng trăm tấn. Khó khăn chồng chất khó khăn, nguy cơ thiếu gạo thời kỳ giáp hạt là điều khó tránh khỏi. Hiện nay thì tôi vẫn đang tiếp tục mưa, lượng lúa ướt rất là nhiều, nông dân thì cũng không có sân phơi, chăn nuôi thì cũng không thể là sử dụng hết. Vì vậy cuộc sống của người nông dân vốn đã khó khăn, là bây giờ là càng khó khăn hơn. Để giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ đang chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp với Trung tâm giống cây trồng vật nuôi tỉnh Quảng Trị tổ chức sấy lúa và hỗ trợ chi phí cho nông dân. Trong khi chờ sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, ông Thiện cũng như nhiều người dân phải tìm mọi cách xoay sở để phơi sấy lúa, mong vớt vát những gì còn lại sau khi thiên tai đi qua.